Không biết hôm nay bọn mình mang nhiều đồ ăn này, bọn mình có ăn hết được không nhỉ? Không biết nữa, chắc ăn hết được. Hơi bỏng. Hôm nay tớ sẽ làm một món nướng ngon tuyệt vời luôn. Cậu chắc chắn phải ăn thử luôn. Còn cậu sẽ được thưởng thức món lẩu của tớ cực kỳ ngon luôn. Tất nhiên rồi, lẩu trứng của tớ mà. Đây, lẩu tớ có cả gà này, cả trứng với cả cá rốt với cả cá này, cá hồng này. Đây còn đây có cả xiên này, xiên chả đấy. Tôm nữa này. Nhiều thế. Ừ, với cả nhiều loại bánh này. Ôi, vừa ăn đồ nướng vừa ăn lẩu thế này thì hai bọn mình đều quay đấy. Béo thế nào được? Mấy khi mình ăn nhiều thế này. Tớ chết xong rồi thì tớ bật bếp nướng. Rồi. Để tớ cho hết mọi thứ vào lẩu luôn. Ui, nhiều quá. Xiên cho luôn. Cho luôn hai cái cho tớ ăn với chứ. Cho này, nhiều. Hai cái được. Cậu cho nhiều quá, nó chả chín hết được đâu. Cậu bảo cho mà. À, Nghĩa ơi. Cậu cứ để nồi lẩu đấy đi. Cậu trong bếp nướng như tớ để tớ đi mua ít hoa quả, tớ quên mua ấy. Cậu đi đi, nghe ơi. Mà thịt đó không ngon. Ôi, lẩu của mình nhiều thứ quá. Đây, bắt đầu chiến đây. Tôm này. Thôi, mình cần nhỏ lựa sớm được. Ui, sắp chín rồi. Ui, đùi gà ngon đấy nhỉ. Ông anh đi mua quả lâu ấy nhỉ. Ôi, mùi gì ấy nhỉ, khét ấy nhỉ. Ui, nóng quá. Thầy có chạy rồi, bây giờ làm sao bây giờ. Ôi, có ai không? Ui, điện thoại của mình. Tắt bếp một cái đã. Ui, bỏng đấy. Có ai không, cứu. Ui, cái gì? Ui, chạy to quá. Đi nhanh lên. Nhanh lên. 113 đúng không? Không, 113 là số cảnh sát mà. Ôi, không sao, tớ chưa gọi. 114. Alo. Alo, cơ mà hả? Cháy à? Đúng rồi. Ở đâu vậy? Tôi đang ở trong thành cổ. Nhanh. Ok, tớ sang đây đây. Ui, tớ gọi rồi. Mà có cậu nước không? Cậu mua nước không? Không, tớ không. Ui, có nước. Tớ có nước lẩu này. Không, nước lẩu nó không cần được. Ừ, thấy to nữa, nó chảy to lên bây giờ. Quạt nó vậy, ra chưa. Mà quạt nó yếu, tay cậu còn yếu. Ui, bỏng thế nhỉ. À, bọn mình cho đồ lẩu ra đi, không nó lẩu. Ừ, đúng không? Đây. Đồ ăn của tớ nữa. Đi chuyển hết đây, đi chuyển hết đây. Ôi, mất cả đồ lẩu. Nhanh. Không sao, không còn đồ lẩu. Ui, nhớ được rồi nữa, bỏng tay đấy. Bỏng quá. Không, càng ngày càng nặng. Đừng đi ở đây. Cứu hỏa đến lâu ấy nhỉ. Ô, cứu hỏa kìa. Thấy kia cơ mà, đây mùng nào ấy. Ui, lửa to quá. Cái chị bình tĩnh đi, lửa sắp tắt rồi. Ui, sắp tắt rồi. Ui, nhanh anh cứu hỏa ơi. Trong kia có còn nhiều lửa lắm kìa.
cho tao ra tí. Tao dùng cái súng này là nó tao luôn bây giờ đi. Ui. Ui, sao biết chạy lên kìa. Yeah. Wow. Cảm ơn lính cứu hỏa nhá. Cảm ơn lính cứu hỏa. Không có gì đâu. May quá. Nó không có lính cứu hỏa gì chắc nó cháy hết rồi. Ừ. Tại sao các anh chị đi cắm trại và để lều cháy thế này? Tại vì tôi phải đi mua hoa quả, còn bạn này ở lại trông trại nên mới cháy thế. Để tôi kiểm tra tại sao cái lều trại của anh chị lại bị cháy nhá. Thôi thôi thôi, lính cứu hỏa ơi, không cần kiểm tra đâu. Là do tôi để bếp lửa gần cái trại nó mới cháy ấy. Nó bắt lửa mạnh quá. Tôi thế để mà cậu bé không rồi. Để ngay trước mặt cậu đi. Tớ không kiểm tra nhiều lần. Tớ đã bảo cậu để ý cái bếp nướng rồi, cậu chả để ý gì cả. Tại cái đùi gà nó ngon quá, cậu mách trả về. Tớ phải chọn hoa quả nữa chứ. Thôi các anh chị đừng cãi nhau nữa, các anh chị thu gọn lại đi, tôi đi về đây. Bye bye. Bye. Lẩu nữa đi, mỗi mình cậu ăn à? Chạy chạy đây, chạy ăn cái gì? Ăn cái đó, không cãi nhau nữa. Thấy nhá, không cãi nhau nữa. Thế thì cứ gọi đi về cậu ăn. Nó mua chè đôi nhá. Đang vui, tự nhiên làm cháy ở trại. Chả ngon nữa. Nó do tớ không để ý thôi nhá. Bây giờ mang nồi nước này về cái gì? Thế thôi, ăn luôn đi rồi về. Cắp ra trứng. Không bị làm à? Có lỗi rồi. Ơ nhỉ. Ăn xong rồi bọn mình chia nhau và dọn dẹp nhá. Ừ. Cậu dọn dẹp cái trại. Ai bảo cậu làm trái? Ai bảo cậu đi? Không đi làm gì có đồ ăn mà ăn. Không tớ thì ăn vặt. Lần sau cậu có đi chơi thì cậu phải chú ý nhá. Ừ. Không gây cháy là rất nguy hiểm ấy. Tôi biết rồi. Thôi cậu đừng nói nữa. Ăn cho nó ngon.